Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có thêm một chiếc Lexus RX 300 sản xuất năm 2020 luôn. Màu trắng, nội thất màu nâu, xe còn rất là mới luôn ạ. Quý anh chị có thể nhìn thấy đấy ạ. Nước sơn rồi đến mặt ca lăng cho đến cái nắp capo đây. Toàn bộ chiếc xe này được chủ xe vô cùng giữ gìn và sau khi mua mới tại chính hãng Lexus Thăng Long thì đã bảo dưỡng thêm một cái gói spa phủ ceramic toàn bộ lại xe nên xe nhìn rất là mới ạ. Chiếc xe này là phiên bản mới nhất, model mới nhất hiện tại đang được bày bán tại các đại lý chính hãng Lexus trên toàn quốc. Xe chạy có 18.000 km thôi, la răng không hề bị chém xước, sơn zin đến 99% luôn ạ. Sơn zin 99%. Chiếc xe này cực kỳ mới luôn ạ. Quý anh chị có thể nhìn thấy đây, cái nước sơn rồi thì đến cả cái lốp trước, lốp sau, bốn quả lốp luôn ạ. Đều rất là đẹp ạ. Lốp theo xe là lốp Biaston, nguyên bản theo xe. Đó, còn rất là dày luôn. Đây quý anh chị có thể nhìn rất rõ. Nói chung là chiếc này gần như là mới mà lại tiết kiệm được một khoản khá là lớn cho quý anh chị nào muốn tiết kiệm cái tiền trước bạ. Lexus RX 300. Chiếc xe này thì sử dụng động cơ 2.0 turbo tăng áp. Đó, nước sơn đấy. Buổi chiều tà này thì nó ánh nắng vàng nó hơi chiếu vào xe, nó hơi đổi màu một chút, nhưng mà quý vị và anh chị yên tâm, chắc chắn là quý vị và anh chị đến xem chiếc xe này sẽ hài lòng vì chiếc xe này còn rất rất mới ạ. Toàn bộ chiếc xe này em cam kết luôn là zin 100% luôn. Đây quý anh chị có thể nhìn thấy ngay cả cái thảm ở phía sau cốp này nó cũng còn rất là mới ạ. Và chiếc xe này còn khá là mới so với những chiếc xe trên thị trường. Cốp xe cũng khá là rộng, quý anh chị có thể để vài bộ gốp thoải mái. Lốp sơ cua thì chưa hạ, còn nguyên bản. Đó, nếu như anh chị chơi gốp thì cũng thoải mái, để khoảng tầm 4 đến 5 bộ gốp vô tư luôn. Cốp này thì được sử dụng cốp điện. Đó, quý anh chị có thể nhìn rất rõ đúng không ạ? Nước sơn zin đến 99%. Xe còn rất là mới. Anh chị nào mà đang định mua một chiếc xe mới thì có thể tham khảo chiếc xe này của bên em nhé. Giá nó rất là hợp lý ạ. Tiết kiệm được một khoản khá là lớn. Lát nữa sẽ công bố giá cho quý anh chị cùng tham khảo. Đó, 4 quả lốp và la răng thì không hề bị chém xước một chút nào cả. Nước sơn thì còn khá là đẹp. Đó, bây giờ thì mời anh chị xem qua khoang ngoại thất, khoang nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe này thì chủ xe họ cũng khá là giữ gìn, vì chạy có 18.000 km mà lại chủ yếu là ngồi mỗi ghế lái thôi ạ. Các cái hàng ghế sau như này còn gần như là zin 100% luôn. Phía sau còn được chỉnh điện luôn ạ. Đó, Lexus, một thương hiệu hạng sang của xe Nhật. Đó là thương hiệu, một trong số những thương hiệu xe sang hiện tại đang được bày bán trên toàn thế giới ạ. Trần xe thì còn sáng và sạch. Nói chung là chiếc này thì em thấy rất là ổn. Nếu như anh chị nào đang định tham khảo một chiếc xe siêu siêu lướt mà ở cái tầm tiền trên 3 tỷ một chút thì có thể tham khảo chiếc xe này. Bản này của em thì có thêm cả cửa sổ chơi và có thêm rất là nhiều các option của chiếc xe. Quý anh chị có thể nhìn thấy khu điều khiển trung tâm của nó rất là sang trọng. Ở phía sau này thì có cửa gió điều hòa phía sau, có cả sấy ghế và có thêm cả sạc, cổng sạc cho hành khách phía sau ạ. Đây, ghế rất là mới đúng không ạ? Cái này thì có thể mời anh chị bớt chút thời gian qua trực tiếp cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để có thể xem thực tế, để cảm nhận và lái thử chiếc xe này luôn. Nội thất của chiếc xe đây. Đây là hàng ghế phía trước, ghế bên phụ ạ. Rất là mới luôn. Ở những đời này mà các quý vị anh chị bỏ ra trên 3 tỷ đồng để mua một chiếc xe thì thật sự nó phải là hàng tuyển, phải là siêu đẹp, siêu siêu lướt. Đây quý anh chị có thể nhìn rất rõ này, ngay cả cái bậc bước lên đây cũng còn nguyên, không hề bị bóc ni lông gì cả, vẫn còn nguyên. Đó, tất cả các cái chi tiết em đang cố gắng quay để cho anh chị có thể cảm nhận thực tế được chiếc xe. Đó, chuột không dây.
chuột cảm biến luôn ạ, rất là mới ạ. Tất cả các cái phím bấm, phím vô lăng hay là các cái nút bấm ở đây còn rất mới. Ở đây thì có thêm sạc không dây IQ, mọi người chỉ cần đặt điện thoại vào là tự động sạc rồi ạ. Rồi thì có thêm sấy ghế, hai hàng ghế trước thì có sấy mát, sấy nóng luôn. Khu vực trung tâm thì có thêm một cái đồng hồ, nó thể hiện sự sang trọng, lịch lãm của doanh nhân ạ. Ở hàng ghế phụ này còn có cả nhớ ghế luôn quý vị nhé, đầy đủ không thiếu một tính năng nào cả. Đó, nước sơn này quý anh chị có thể nhìn thấy, thật sự nó rất là đẹp. Hiếm khi mà em mua được một chiếc xe nào mà nước sơn nó còn đẹp được như thế này, để là xe siêu lướt. Đèn xenon ba bóng, chiếu sáng cực kỳ sáng luôn, mặt ca lăng hình chữ X, rất là đẹp ạ. Chiếc xe này thì chắc chắn em sẽ cho vào list danh sách xe siêu siêu lướt của bên em. Lát nữa em sẽ cho vào list danh sách đó và quý anh chị có thể xem đi xem lại cái xe này thoải mái. Thật sự là em cảm thấy chiếc này rất rất đẹp luôn. Để xem ghế lái này có những cái gì nhá. Khu vực trung tâm của chiếc xe này thì ở bên cánh lái có thêm nhờ ghế ạ, chỉnh gương. Trên vô lăng này thì có rất là nhiều các cái option để chúng ta có thể lựa chọn thông minh tùy vào các cài đặt luôn ạ. Có thêm gảy số vô lăng, mọi người có thể sử dụng nó thoải mái khi trên đường cao tốc. Các cái phím bấm rồi thì vô lăng này còn rất là đẹp. Hiện tại thì số km đây, mọi người có thể nhìn rất rõ đúng không ạ? 18.000 km. Đó, rất là mới luôn. À xin lỗi anh chị, 13.000 km. 13.000 km ạ. 13.000 km cho một chiếc Lexus RX 300 sản xuất năm 2020. Đó, bên em thì vẫn nhận thu mua và đổi các tất cả các dòng xe đã qua sử dụng. Anh chị muốn đổi các một chiếc xe mình đang dùng hay là bất kỳ dòng xe nào muốn đổi các hay bán lại thì bên em vẫn nhận thu mua lại nhé. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang giao bán ở trên thị trường với giá là 3 tỷ 420 triệu, 3 tỷ 420 triệu cho một chiếc Lexus RX 300 sản xuất năm 2020. Nếu như anh chị muốn mua xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là inbox qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Sóng Thảo để có thể xem và thực tế hình ảnh của chiếc xe và trao đổi về giá cả. Chiếc xe này còn được sử dụng cả phông tiếng Việt luôn nhé quý vị nhé, thoải mái lựa chọn. Có camera hướng dẫn góc lùi theo xe luôn. Xe này bên em vẫn hỗ trợ anh chị vay 70%, tương ứng là anh chị bỏ ra khoảng cỡ tiền 1 tỷ rưỡi ạ. Bên em sẽ khoảng 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi bên em sẽ hỗ trợ anh chị lấy xe đi trước Tết với cái lãi suất ưu đãi dành cho mua bán ô tô thôi ạ. Với giá 3 tỷ 420 triệu thì anh chị mua xe này sẽ tiết kiệm được đâu đó rơi vào khoảng hơn 300 triệu so với mua mới ạ. Cái này nó có hỗ trợ map luôn nhá, anh chị lái xe sẽ rất là nhàn, nó có hướng dẫn các cái con đường mình có thể lựa chọn, nó sẽ chỉ đường cho mình đi luôn, rất là tiện lợi. Mọi chi tiết quý vị và anh chị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình. Song Thảo xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và anh chị đã dành thời gian theo dõi clip này và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Rất hy vọng là được bán xe cho tất cả quý vị và anh chị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.